Chiều ngày 11 tháng 8, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong buổi làm việc với ba tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau tại tỉnh Cà Mau về tình hình sạt lở, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển và một số công trình giao thông. Hơn 10 năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng sụp lún đất và sạt lở bờ sông, bờ biển của tỉnh Cà Mau ngày một nghiêm trọng. Đến nay, tổng chiều dài các đoạn bờ biển của tỉnh bị sạt lở khoảng 187 km trong tổng số 254 km. Sạt lở bờ biển đã làm mất đất và rừng phòng hộ với diện tích khoảng 5.250 ha. Bên cạnh đó, tổng chiều dài các đoạn bờ sông bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở khoảng 425 km trong số hơn 8.118 km. Thời gian qua, bằng nhiều nguồn vốn từ trung ương đến địa phương, tỉnh Cà Mau đã đầu tư xây dựng hoàn thành 55,7 km bờ kè bảo vệ bờ biển với tổng kinh phí 1.720 tỷ đồng và 9,2 km kè bảo vệ bờ sông, kinh phí thực hiện khoảng 391 tỷ đồng. Những công trình kè chống sạt lở bờ biển được bố trí đủ vốn và đầu tư hoàn thiện đã phát huy hiệu quả rõ rệt, làm giảm sóng chống sạt lở và bước đầu đã gây bồi tạo bãi, khôi phục gần 1.000 hectare rừng phòng hộ. Công trình kè các đoạn bờ sông, cửa biển đã khắc phục được tình trạng sạt lở, đồng thời sắp xếp, chỉnh trang lại mỹ quan, trật tự xây dựng công trình, nhà ở ven sông phù hợp với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện nay, bờ biển của tỉnh còn trong tình trạng sạt lở đặc biệt nguy hiểm, vẫn còn khoảng 31 km. Các đoạn bờ biển này có tốc độ sạt lở hàng năm bình quân từ 25 m đến 50 m, đặc biệt có những nơi lên đến 80 m. Ngoài ra, tổng chiều dài các đoạn sạt lở nguy hiểm còn hơn 58 km. Các đoạn này có tốc độ sạt lở hàng năm, bình quân từ 20 đến 40 mét. Hiện tỉnh vẫn chưa có kinh phí để triển khai các dự án chống sạt lở. Riêng trong khu vực bờ sông hiện nay, toàn tỉnh có hơn 120 km đang trong tình trạng sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Trong tình trạng sạt lở nguy hiểm và có nguy cơ sạt lở khoảng 305 km. Thì bây giờ trước hết là nghiên cứu, rà soát lại để sơ tán các cái hộ mà có cái nguy cơ sạt lở nguy hiểm đến tính mạng và tài sản, thì sớm cái tái định cư, quy hoạch cái chỗ tái định cư, chỗ ở tạm cho người dân đã. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là chủ động di rời ngay các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao và có thể xảy ra sạt lở, tránh để bị động bất ngờ dẫn tới thiệt hại tính mạng của người dân khi xảy ra sạt lở. Thì của cải thì cũng rất là quý, nhưng mà quý nhất là con người. Vì vậy những cái nguy cơ mà các ông chí dự báo và vừa qua kinh nghiệm để nó sạt lở thì cần phải có cái phương án để di dời người dân ra khỏi các cái khu vực sạt lở. Vấn đề thứ ba là tiếp tục xử lý khắc phục các cái khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng. Các cái cơ sở hạ tầng thì chúng ta cũng phải đảm bảo. Chỉ làm rồi trên cơ sở các cái dự án như thế, các ông chỉ làm các cái thủ tục quy trình theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính. Thì cái cụ thể thế nào, thủ tục làm sao, rồi tổng vốn làm sao, thì các ông chí cũng tính toán làm sao cho nó phù hợp. Cái vốn mình thì có hạn thôi, vì vậy cho nên mình cái vấn đề trước mắt là các ông chí lựa chọn một cái đê mà vừa có thể làm đường giao thông, vừa có thể phá sóng, ngăn chặn cái xâm thực của nước biển để chống cái sạt lở, nhưng mà lại vừa giữ được cái đất phù sa để chúng ta góp phần lấn biển. Được biết, trước đó đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến khảo sát thực tế tình hình sạt lở ven biển bằng trực thăng từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đoàn đã đến khảo sát tại khu vực Khai Long, kênh Nam Âu Rô.